Chào các em, hôm nay thầy sẽ ôn tập cho các em chủ đề địa lý dân cư. Chủ đề này gồm có các vấn đề chính sau đây. Thứ nhất, đặc điểm dân số và sự phân bố dân cư. Thứ hai, lao động và việc làm. Thứ ba, đô thị hóa. Trước khi đi vào chủ đề chính của chúng ta hôm nay, thầy cùng trao đổi với các em vài lưu ý như sau. Thứ nhất là ngoài cái hệ thống lại kiến thức cơ bản cho các em về chủ đề dân cư thì thầy cũng sẽ giúp các em rèn luyện các kỹ năng địa lý, trong đó đặc biệt là kỹ năng thực hành. Có hai lưu ý đối với các em. Thứ nhất, học địa lý thì các em phải có atlas địa lý và biết sử dụng khai thác hiệu quả cuốn atlas này để chúng ta giảm tải cái việc là phải học bài theo hình thức là học thuộc rất là máy móc. Thứ hai, trong quá trình học thì các em đặc biệt cũng như môn khác, các em phải biết cách tự học, bởi vì tự học hơn bao giờ hết nó sẽ quyết định cái kết quả của các em. Thầy mong các em là ôn tập tốt để có kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới. Sau đây thầy sẽ đi vào nội dung chính của bài học chúng ta hôm nay. Bài học của chúng ta hôm nay thì vấn đề thứ nhất, đặc điểm dân số và sự phân bố dân cư, có những nội dung chính sau đây. Thứ nhất, đông dân và có nhiều thành phần dân tộc. Thứ hai, dân số còn tăng nhanh, cơ cấu dân số trẻ. Thứ ba, phân bố dân cư chưa hợp lý. Thứ tư, chiến lược phát triển dân số hợp lý và sử dụng hiệu quả nguồn lao động ở nước ta. Ta đi vào đặc điểm thứ nhất, đông dân và nhiều thành phần dân tộc. Với đặc điểm này thì chúng ta tìm hiểu biểu hiện của đặc điểm. Đông dân thể hiện ở chỗ nào? Thì các em chú ý bảng số liệu để chúng ta biết được cái dân số nước ta đông như thế nào. Trong các nước có dân số quy mô lớn nhất thế giới thì Việt Nam chúng ta có dân số năm 2019 là 96,21 triệu người. Với số dân này thì Việt Nam chúng ta đứng thứ ba khu vực Đông Nam Á sau Indonesia, sau Philippines. Còn so với thế giới thì Việt Nam chúng ta đứng thứ 15 trên thế giới. Thầy mở ngoặc, trước đây là chúng ta đứng thứ 13, nhưng dân số hiện tại 2019 là chúng ta đứng vị thứ 15. Đó là về quy mô dân số. Thứ hai là về thành phần dân tộc. Thì các em cần lưu ý là có nhiều thành phần dân tộc. Biểu hiện của điều này thì các em biết sử dụng atlas địa lý trang 16. Thì khi mở atlas địa lý trang 16, chúng ta sẽ có hình như trên. Và các em chú ý, trong atlas này thì các em thấy người ta đã liệt kê là có 54 dân tộc khác nhau. Các em đặc biệt chú ý dân tộc phía trên cùng này là dân tộc Kinh. Có số dân lớn nhất trong tất cả các dân tộc, 54 dân tộc. Và khi chúng ta tính tỷ lệ thì dân tộc Kinh chiếm hơn 86% mà dân số của Việt Nam chúng ta. Đó là đặc điểm dân tộc Kinh, còn gọi là dân tộc Việt. Ngoài ra thì các em cần biết là chúng ta còn có bộ phận kiều bào của nước ta ở nước ngoài. Thì các em cũng biết kiều bào là lực lượng mà đại đa số là có đóng góp lớn cho sự phát triển của đất nước chúng ta. Hình ảnh của một số dân tộc mà các em biết là dân tộc ít người mà thầy đã cung cấp cho các em. Thế thì với đặc điểm dân số như trên thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Thì chúng ta sẽ tìm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội tự nhiên. Ảnh hưởng thứ nhất đó là thuận lợi. Một điều rất quen thuộc các em đã biết, đông dân thì có hai thuận lợi cơ bản. Một là thị trường tiêu thụ rộng lớn. Hai là lực lượng lao động dồi dào. Thứ hai, nhiều thành phần dân tộc thì các em cũng biết thuận lợi cơ bản đó là đa dạng về bản sắc văn hóa. Điều này chúng ta thấy văn hóa đa dạng thì cũng có rất thuận lợi cho sự phát triển du lịch của chúng ta. Còn khó khăn thì các em biết đông dân, trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay thì đông dân là một trở ngại lớn cho vấn đề phát triển kinh tế, cũng như đông dân thì sẽ ảnh hưởng lớn
đến vấn đề là đời sống của người dân khó để mà nâng cao. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy nhiều thành phần dân tộc thì trong điều kiện dân tộc ít người của chúng ta hiện nay là cái mức sống còn có sự chênh lệch lớn, trình độ sản xuất còn có sự khác biệt và còn thấp, thì điều này là dẫn đến là nhà nước phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề dân tộc ít người ở vùng sâu và vùng xa để có sự cái phát triển hài hòa hơn cho đất nước chúng ta. Ta đi sang vấn đề thứ hai, đặc điểm thứ hai của dân số nước ta, đó là còn tăng nhanh và cơ cấu trẻ. Dựa vào bảng số liệu thì các em có thể thấy được, đó là thầy thống kê dân số của nước ta năm 1999 đến năm 2019 thì chúng ta thấy cứ trung bình một năm là tăng hơn 1 triệu người. Trong cuốn atlas của các em cũng có biểu đồ hình cột ở số liệu trên cùng là có tổng dân số của từng năm. Như vậy chúng ta thấy số dân của nước ta là tăng trung bình một năm là hơn 1 triệu người. Tuy nhiên thầy cũng lưu ý với các em là cái thứ hai nữa là tỷ lệ tăng dân số của nước ta. Trước đây là chúng ta cho rằng là tăng dân số nhanh, nhưng hiện nay cái tốc độ tăng dân số, tỷ lệ tăng dân số là có xu hướng giảm dần và hiện tại là 1,14% là trung bình, không còn cao, không còn nhanh nữa. Về cơ cấu dân số trẻ thì trước hết kém nhìn vào cái bảng số liệu ở trong hình thì kém thể thấy so năm 2009 với 2019 thì chúng ta quan tâm cái nhóm tuổi từ 15 đến 64, nhóm tuổi này là chủ yếu người lao động là nằm trong nhóm tuổi này. Với cái cơ cấu dân số chủ yếu tập trung vào nhóm tuổi này nhiều và tương quan với cái nhóm tuổi dưới tuổi lao động và trên tuổi lao động, thì ta có thể nói cơ cấu dân số nước ta là cơ cấu dân số vàng. Thầy có thể mở ngoặc giải thích cho các em cơ cấu dân số vàng là cái cơ cấu dân số mà cái số người phụ thuộc là ít, còn cái số người trong độ tuổi lao động là tăng hơn 2 lần so với số người phụ thuộc. Mà số người phụ thuộc thì chủ yếu là ở trong cái độ tuổi dưới tuổi lao động và trên tuổi lao động. Đó là về cơ cấu dân số. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về dân số trẻ qua cái tháp dân số của nước ta để chúng ta có thể thấy biết điều này. Qua tháp dân số thì chúng ta có thể thấy năm 2009 đến 2019 thì có sự thay đổi tương đối. Trong đó xu hướng chung nhìn vào hình dạng tháp dân số thì các em có thể nhận thấy là xu hướng chung của dân số nước ta là sẽ già đi. Xu hướng chung là sẽ già đi. Bây giờ ta sẽ phân tích cái mặt ảnh hưởng của cơ cấu dân số trẻ và dân số tăng nhanh đến sự phát triển kinh tế cũng như là chất lượng cuộc sống, tài nguyên môi trường. Thì ta sẽ có hai ảnh hưởng chính. Thứ nhất là nếu dân số trẻ có ảnh hưởng tích cực, đó là chúng ta có nguồn lao động dồi dào, lao động là năng động, sáng tạo và có khả năng thích ứng nhanh với các cái thành tựu khoa học công nghệ mới, thì dân số tăng nhanh là gây sức ép lớn, rất lớn đối với tài nguyên môi trường, như là vấn đề sử dụng tài nguyên và môi trường. Đối với phát triển kinh tế thì ảnh hưởng như là ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Ảnh hưởng thứ ba là đến chất lượng cuộc sống, thì chúng ta thấy là cụ thể là ảnh hưởng đến cái việc thu nhập bình quân theo đầu người và phúc lợi xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sang một vấn đề khác, đó là sự phân bổ dân cư chưa hợp lý. Thầy và các em sẽ chứng minh biểu hiện của sự phân bổ dân cư chưa hợp lý. Thứ nhất là biểu hiện của dân cư phân bổ chưa hợp lý thì các em cần lưu ý là mật độ dân số trung bình cả nước của nước ta là năm 2019 là 290 người trên km vuông, nhưng chưa hợp lý giữa các vùng. Cái này là chúng ta so với
Cái trung bình chung cả nước 290 người trên km vuông, chúng ta thấy như sau. Thứ nhất là các em cần biết mật độ dân số trung bình cả nước năm 2019 của nước ta là 290 người trên km vuông, nhưng chưa hợp lý giữa các vùng. Thứ nhất là giữa đồng bằng với trung du miền núi, thì chúng ta biết đồng bằng là chỉ chiếm 1/4 diện tích, nhưng dân số chiếm 3/4 tổng dân số, tức là 75%. Nên mật độ dân số ở đồng bằng là cao, cho nên đồng bằng là đất chật người đông. Thay lại ví dụ, các em xem Atlas trang 15 thì chúng ta thấy đồng bằng sông Hồng mật độ cao nhất. Thứ hai là miền núi thì chiếm 3/4 diện tích nhưng chỉ chiếm 1/4 dân số, 25%. Nên mật độ dân số ở miền núi là thấp, gọi là đất rộng người thưa. Ví dụ thấp nhất là Tây Bắc, thứ hai là Tây Nguyên. Thì mật độ trong Atlas các em tham khảo trang 15 thì các em thấy là cái thang nền là dao động dưới 100 người trên km vuông. Như vậy thì chúng ta thấy cái chưa hợp lý ở chỗ đó là trung du miền núi thì nhiều tài nguyên thiên nhiên quan trọng như là khoáng sản, như là đất, như là tài nguyên rừng, thủy năng mà chúng ta đã học ở phần tự nhiên. Nhưng ở đây là thiếu lao động, cho nên là chưa khai thác hết tiềm năng thế mạnh để vào phát triển kinh tế. Chưa hợp lý thứ ba là giữa thành thị và nông thôn. Thì qua biểu đồ giai đoạn năm 1999 đến năm 2019 cho thấy xu hướng thay đổi là giảm tỷ lệ dân nông thôn, tăng tỷ lệ dân thành thị. Nguyên nhân của sự phân bổ thì các em đã học và chúng ta biết sự phân bổ dân cư là chịu tác động của nhiều nhân tố, như là vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, điều kiện tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế, lịch sử khai thác lãnh thổ và định cư. Thì nhân tố mà quyết định nhất đó là trình độ phát triển kinh tế, là các em lưu ý để làm trắc nghiệm. Cho nên nơi nào mà trình độ kinh tế phát triển thì dân cư tập trung đông. Cho nên là ở đồng bằng các nhân tố như trên rất là thuận lợi và đồng bộ, trong khi ở miền núi thì có nhiều cái khó khăn, nhất là giao thông vận tải. Chúng ta lấy điển hình như là Tây Bắc và Tây Nguyên thì có nhiều cái khó khăn hơn, cho nên là mặt đỏ nó thưa. Cuối cùng là chúng ta phân tích sơ lược về hậu quả của ảnh hưởng phân bổ dân cư chưa hợp lý. Thì các em thấy ảnh hưởng lớn nhất là đến sử dụng lao động và khai thác tài nguyên. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về các chiến lược để thực hiện cái việc phân bổ dân cư hợp lý hơn, cũng như là nguồn lao động, thì chúng ta có các chiến lược như sau. Thứ nhất là chúng ta phải kiềm chế tốc độ tăng dân số. Thứ hai là chúng ta phải phân bổ lại dân cư và nguồn lao động. Thứ ba là chúng ta phải chuyển dịch cơ cấu dân số giữa thành thị và nông thôn. Thứ tư là xuất khẩu lao động. Và thứ năm, chiến lược cuối cùng đó là đầu tư phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp ở khu vực miền núi là cần phải đầu tư để cho cái sự phân bổ này hợp lý hơn. Các em đã tìm hiểu xong về cái vấn đề là chiến lược phát triển dân số và lao động. Bây giờ thầy sẽ hệ thống lại bài học của chúng ta vừa học xong, đó là đặc điểm dân số và sự phân bổ dân cư. Thầy nói ngắn gọn như sau. Về đặc điểm dân số thì có hai nhóm đặc điểm. Một, đông dân và nhiều thành phần dân tộc, dân số còn tăng nhanh, cơ cấu trẻ. Đặc điểm phân bổ dân cư, đặc điểm lớn nhất là dân cư phân bổ chưa hợp lý. Chiến lược phát triển dân số hợp lý và sử dụng hiệu quả nguồn lao động nước ta. Bây giờ chúng ta sẽ làm một số câu hỏi trắc nghiệm mà vận dụng ở phần này. Câu 1. Căn cứ vào Atlas địa lý Việt Nam trang 15, hãy cho biết nhận định nào sau đây
không đúng về đặc điểm dân số, sự phân bổ dân cư ở nước ta. A. Phân bổ dân cư không đều. B. Dân số còn tăng nhanh. C. Dân số nông thôn ngày càng giảm. D. Dân số thành thị ngày càng tăng. Thì các em lưu ý, thứ nhất là đây là dạng câu hỏi trắc nghiệm phủ định. Các từ khóa ở câu dẫn mà chúng ta cần chú ý đó là từ không đúng. Và chúng ta sẽ phân tích ở trong cái nội dung bài học là đặc điểm dân số và sự phân bổ dân cư. Đồng thời chúng ta sẽ sử dụng Atlas trang 15. Vậy thì đối chiếu với Atlas địa lý trang 15 thì các em có thể loại trừ theo cái phương án như sau. Phương án A, phân bổ không đều. Chúng ta dễ thấy trên cái bản đồ, qua cái thang bảng màu thì chúng ta thấy giữa đồng bằng với trung du miền núi thì cái đồng bằng sông Hồng là cao, còn Tây Bắc là thấp, thấp nhất. Thì phương án A là phương án đúng. Còn phương án B, dân số còn tăng nhanh, thì nhìn vào biểu đồ hình cột ở trong Atlas thì chúng ta thấy dân số, tổng dân số ở trên các cột thì chúng ta thấy là tăng liên tục qua các năm, và cái tốc độ tăng là nhanh, cho nên đây cũng là đúng. Còn phương án C, dân số nông thôn ngày càng giảm, thì ta nhìn vào cái biểu đồ cột thì ta thấy cái màu vàng thì số liệu là số dân nông thôn là các em thấy không giảm mà chỉ có tăng, cho nên C là không đúng. Vậy đáp án sẽ là C, bởi vì phương án D thì ta thấy là dân số thành thị ngày càng tăng, thì nhìn vào biểu đồ hình cột có màu hồng thì chúng ta thấy là đúng. Và ở đây thầy lưu ý thêm cho các em đó là các em không bị nhầm ở chỗ là dân số nông thôn ngày càng giảm. Ở đây là câu hỏi là nói giảm về số lượng, còn trong bài học của chúng ta là chúng ta thấy giảm, nhưng mà giảm đó là giảm về tỷ lệ, cái này là khác nhau. Câu 2 thì câu hỏi đó là dân số đông đem lại thuận lợi nào sau đây cho nền kinh tế? Dân số đông đem lại thuận lợi nào sau đây cho nền kinh tế? A. Chất lượng lao động cao. B. Có nhiều việc làm mới. C. Nguồn lao động dồi dào. D. Thu nhập người dân tăng. Thì chúng ta nên sử dụng cái phương pháp là trả lời câu dẫn này trước. Thì có hai cái thuận lợi trong bài học kiến thức mà chúng ta biết, đó là thuận lợi của đông dân, một là nguồn lao động dồi dào, hai là thị trường tiêu thụ rộng lớn. Thì ở đây chúng ta thấy đáp án C là trùng với cái kiến thức ta học, cho nên chúng ta sẽ chọn là phương án C. Bây giờ chúng ta sang câu hỏi số 3. Dân cư nước ta phân bổ không đều giữa các vùng gây khó khăn lớn nhất cho việc A. Nâng cao chất lượng cuộc sống. B. Bảo vệ tài nguyên và môi trường. C. Sử dụng hiệu quả nguồn lao động. D. Nâng cao tay nghề cho lao động. Thì câu hỏi này thì các em chú ý câu dẫn, đó là từ khóa là từ khó khăn, và kiến thức cần khai thác là trong nội dung bài học mục phân bổ dân cư chưa hợp lý. Thì chúng ta sẽ thấy khó khăn lớn nhất mà trong cái phân bổ dân cư chưa hợp lý, trả lời câu hỏi thì bài học đã chỉ rõ đó là có hai khó khăn: một là sử dụng lao động, hai là khai thác tài nguyên. Thì ta sẽ chọn cái phương án là sử dụng hiệu quả nguồn lao động. Như vậy phương án C là đáp án đúng. Bởi vì phương án mà kém không bị nhầm ở đây á, là phương án B là bảo vệ tài nguyên và môi trường á, thì trong bài học của chúng ta là khai thác chứ không phải bảo vệ.
Vì vậy thầy nhắc lại là chỉ có phương án C là đúng. Như vậy chúng ta đã làm một số câu hỏi trắc nghiệm để ôn lại bài học vừa rồi. Sau đây chúng ta sẽ đi vào bài học thứ hai, đó là lao động và việc làm. Bài học này gồm các nội dung chính như sau. Thứ nhất là nguồn lao động, thứ hai cơ cấu lao động, thứ ba là vấn đề việc làm và hướng giải quyết việc làm. Ta sẽ đi vào nội dung thứ nhất, nguồn lao động. Nguồn lao động thì các em tìm hiểu hai vấn đề. Một là thế mạnh của nguồn lao động, hai là hạn chế của nguồn lao động. Cái này được gọi chúng là đặc điểm của nguồn lao động nước ta như thế nào. Thì thứ nhất, nhìn vào cái hình bên cạnh thì chúng ta có thể thấy ở đây các em quan tâm đến lao động đã qua đào tạo thì các em sẽ biết là lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật ở nước ta ngày càng tăng lên, ngày càng nâng lên. Đó là cái đặc điểm chung nhất. Lao động chưa qua đào tạo thì ngày càng giảm đi. Đó là một thế mạnh. Thế mạnh thứ hai của lao động nước ta, đó là đặc điểm lao động nước ta là cần cù, sáng tạo, có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông lâm ngư, thủ công mỹ nghệ là có kinh nghiệm. Và đặc điểm thế mạnh nữa là lao động của nước ta hàng năm là liên tục được bổ sung lớn, trên 1 triệu lao động trên một năm. Đó là những cái thuận lợi cơ bản. Còn xét về mặt hạn chế của lao động nước ta thì thứ nhất, lao động nước ta hạn chế lớn là thiếu cái lao động có trình độ kỹ thuật cao, chúng ta thiếu. Thứ hai là năng suất lao động của nước ta là thuộc loại năng suất lao động thấp. Tiếp theo là chúng ta tìm hiểu về cơ cấu lao động của nước ta. Cơ cấu lao động của nước ta thì chúng ta tìm hiểu về ba nội dung. Thứ nhất là cơ cấu lao động theo ngành kinh tế. Thứ hai là cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế. Thứ ba là cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn. Trước hết chúng ta tìm hiểu cơ cấu lao động của nước ta theo ngành kinh tế. Các em sẽ quan sát hai biểu đồ như sau. Bây giờ ta phân tích cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế. Thì các em phân tích hai biểu đồ hình tròn năm 2000 và 2019. Qua hai biểu đồ này thì chúng ta sẽ thấy cơ cấu lao động có sự chuyển dịch rõ rệt giữa các khu vực kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cụ thể là giảm tỷ trọng lao động ở khu vực nông lâm ngư nghiệp, tăng tỷ trọng lao động trong khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, cách mạng khoa học kỹ thuật đã làm cho cơ cấu kinh tế thay đổi. Và cơ cấu kinh tế thay đổi thì dẫn đến sự chuyển dịch cơ cấu lao động cũng thay đổi theo. Và một tác động thứ hai là tác động của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Đó là hai cái tác động, hai cái nguyên nhân cơ bản. Đối với cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế thì chúng ta sẽ phân tích xu hướng chung là giảm tỷ trọng lao động thành phần kinh tế nhà nước, tăng tỷ trọng lao động thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Cái này thì các em thấy rõ số liệu trên biểu đồ. Còn thành phần kinh tế ngoài nhà nước thì có tỷ trọng lớn nhất nhưng mà ít biến động qua các năm. Nguyên nhân của sự chuyển dịch này là do nước ta đang trong quá trình hội nhập sâu và rộng với sự phát triển kinh tế của khu vực và thế giới. Thứ hai cũng là do tác động của công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Và cuối cùng, cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn. Ta tiếp tục nhận xét hai biểu đồ. Các em dễ dàng nhận thấy giảm tỷ trọng lao động nông thôn, tăng tỷ trọng lao động thành thị. Tuy nhiên, cái mức độ thay đổi này là diễn ra vẫn còn chậm, nông thôn là chiếm tỷ trọng lớn hơn, còn thành thị là vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ. Nguyên nhân chính của việc thay đổi này
là do tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đô thị thì chúng ta biết cũng là nơi có điều kiện sống thuận lợi, dễ tìm việc làm, cho nên là thu hút dân cư. Ta sẽ đi sang vấn đề khác là tìm hiểu về vấn đề việc làm và hướng giải quyết việc làm như thế nào. Thứ nhất là vấn đề việc làm. Thì thầy cũng trao đổi với các em có hai vấn đề lớn về việc làm. Vấn đề thứ nhất, việc làm đang là vấn đề kinh tế xã hội lớn của nước ta hiện nay. Thì mỗi năm là chúng ta phải giải quyết cho hơn 1 triệu lao động mới có việc làm. Thứ hai, vấn đề việc làm đang là vấn đề gay gắt hiện nay ở nước ta. Bởi vì cái tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm ở nước ta vẫn còn cao, cho nên là vẫn còn là vấn đề gay gắt. Sang vấn đề tiếp theo, hướng giải quyết việc làm ở nước ta như thế nào? Thì tương tự như là trong dân cư thì chúng ta có một số hướng giải quyết tương đồng. Đầu tiên là chúng ta phải phân bổ lại lao động. Thứ hai là chúng ta phải thực hiện chính sách dân số, sức khỏe sinh sản. Thứ ba là chúng ta phải đa dạng hóa về sản xuất. Trong đó đặc biệt là chú trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ, cũng như là đa dạng các cái ngành nghề thủ công mỹ nghệ. Chúng ta phải chú trọng thu hút vốn đầu tư nước ngoài để mở rộng sản xuất và giải quyết việc làm. Đặc biệt là chúng ta cũng phải đào tạo, đẩy mạnh cái đào tạo lao động. Thầy xin lưu ý là đào tạo này là phải đa dạng loại hình đào tạo. Hiện nay ở nước ta, cái việc lao động được nâng lên thì chủ yếu là do thành tựu của ngành giáo dục. Và hướng cuối cùng là chúng ta xuất khẩu lao động ra nước ngoài. Thì như các em biết là xuất khẩu lao động ra nước ngoài thì mang lại cái nguồn thu không chỉ cho bản thân người lao động gia đình, mà còn mang lại cái thay đổi về phân bổ lao động cho đất nước. Bây giờ thầy sẽ hệ thống lại bài chúng ta vừa học, lao động và việc làm. Thì ta có các nội dung đã học, đó là nguồn lao động. Nguồn lao động thì kém mà nắm cho thầy là đặc điểm nguồn lao động nước ta, trong đó có thế mạnh và hạn chế. Thứ hai, cơ cấu lao động thì chúng ta tìm hiểu ba vấn đề. Một là cơ cấu lao động theo ngành kinh tế. Hai là cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế. Ba là cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn. Và cuối cùng đó là vấn đề việc làm và hướng giải quyết việc làm. Bài học của chúng ta thì kết thúc cái phần nội dung qua cái phần câu hỏi để các em ôn lại kiến thức của bài học vừa rồi. Thay về các em sẽ giải quyết một số câu hỏi như sau. Câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi thứ nhất, nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu làm giảm tỷ trọng lao động trong ngành nông lâm ngư nghiệp ở nước ta hiện nay? A. Cơ sở hạ tầng ngày càng được hoàn thiện. B. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. C. Quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh. D. Tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Như kiến thức đã học và sự phân tích của thầy ở trên thì chúng ta sẽ chọn đáp án là D. Đó là tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một tác động rất rộng lớn đến toàn bộ kinh tế và xã hội nước ta. Ta đi sang câu hỏi thứ hai. Đặc điểm nguồn lao động nước ta hiện nay là A. Số lượng không lớn. B. Trình độ rất cao. C. Chất lượng nâng lên. D. Phân bổ rất đều. Ta vừa học về nguồn lao động, các em xác định ngay thế mạnh của lao động nước ta, đó là chất lượng nâng lên. Đáp án sẽ là C. Câu thứ ba, chất lượng lao động nước ta ngày càng được nâng cao, chủ yếu
do nguyên nhân nào sau đây? A. Giáo dục, văn hóa và y tế phát triển. B. Nhiều dân tộc, lao động dồi dào. C. Dân số đông, gia tăng nhanh. D. Các đô thị có nhiều lao động kỹ thuật. Thì các em biết đó là chất lượng lao động là ảnh hưởng do trực tiếp của giáo dục và văn hóa, y tế. Cho nên là ta sẽ chọn đáp án sẽ là đáp án A. Còn các em cũng không được nhầm cái đáp án D. Các đô thị có nhiều lao động kỹ thuật, bởi vì đáp án này chỉ là biểu hiện chứ không phải là nguyên nhân. Chúng ta đang tìm nguyên nhân. Câu hỏi cuối cùng, câu hỏi thứ tư trong cái bài tập này. Năng suất lao động xã hội của nước ta còn thấp, chủ yếu nhất là do A. Cơ sở hạ tầng còn hạn chế. B. Phân bổ lao động không đều. C. Cơ cấu kinh tế chậm thay đổi. D. Trình độ lao động chưa cao. Như vậy câu này thì đáp án đương nhiên là D, đó là trình độ lao động chưa cao. Đây là một hạn chế của nguồn lao động nước ta. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào bài cuối cùng của chủ đề địa lý dân cư Việt Nam, đó là đô thị hóa. Bài này có 3 nội dung chính. 1 là đặc điểm, 2 mạng lưới đô thị, 3 ảnh hưởng của đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế xã hội. Ta đi vào vấn đề thứ nhất, đặc điểm của đô thị hóa. Đô thị hóa có 3 đặc điểm. Thứ nhất, đó là diễn ra chậm và trình độ đô thị hóa thấp. Thứ hai, tỷ lệ dân thành thị tăng. Thứ ba, phân bố đô thị không đều giữa các vùng. Bây giờ ta sẽ tìm hiểu tỷ lệ dân thành thị tăng qua cái biểu đồ sau đây, làm rõ cái đặc điểm thứ hai. Qua biểu đồ kết hợp cột và đường này thì biểu đồ có tên là số dân thành thị và tỷ lệ dân thành thị giai đoạn 2000-2019. Thì các em sẽ thấy thứ nhất là về số dân, biểu hiện qua hình cột, thì ta thấy qua hình cột số dân đô thị là liên tục tăng qua cả năm. Còn qua đường thì chúng ta thấy tỷ lệ dân thành thị cũng liên tục tăng qua cả năm. Cụ thể năm 2000 là 24,2%, thì đến năm 2019 lên đến 34,4%, là tăng hơn 10%. Như vậy là kém biết là tất cả đều tỷ lệ thuận với nhau, đều tăng. Trong đó thì thầy cũng lưu ý thêm tỷ lệ dân thành thị của nước ta như thế này thì tuy tăng nhưng mà chậm và còn thấp so với thế giới. Tiếp theo chúng ta sẽ phân tích về đặc điểm khác của đô thị hóa, đó là phân bố đô thị không đều. Dựa vào bảng số liệu trên này thì các em thấy là có sự phân bố không đều như sau. Vùng có số lượng đô thị lớn nhất là Trung du miền núi Bắc Bộ. Vùng có số lượng đô thị ít nhất đó là Đông Nam Bộ. Qua đây thì các em cùng lưu ý thêm một điều là cái số lượng đô thị này, nếu chúng ta quan tâm đến số dân thì số dân trung bình trên một đô thị, tức là quy mô của đô thị, thì có sự ngược lại. Đông Nam Bộ quy mô của một đô thị sẽ lớn nhất cả nước, còn Trung du miền núi Bắc Bộ thì có quy mô của một đô thị trung bình là thấp nhất cả nước. Thì các em biết cách tính, đó là chúng ta lấy số dân đô thị mà chia cho số lượng đô thị thì nó sẽ ra cái bình quân của một đô thị. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sang vấn đề thứ hai, đó là mạng lưới đô thị nước ta. Mạng lưới đô thị nước ta thì các em cần lưu ý, đây là Atlas địa lý trang 15. Thì qua Atlas địa lý trang 15 này thì các em chú ý cái các đô thị, người ta đã phân cấp rất là rõ các đô thị trong này, từ loại 1 cho đến loại 5, và có đô thị đặc biệt thì các em thấy là có 6 loại. Thì trong
Mạng lưới đô thị thì các em cần lưu ý hai vấn đề. Một là cách phân loại đô thị. Thì người ta có nhiều cách phân loại, trong đó có hai cách chính. Một là dựa vào số dân, chức năng, mật độ dân số, tỷ lệ phi nông nghiệp. Thì người ta sẽ phân làm 6 loại: đô thị đặc biệt và đô thị loại 1, 2, 3, 4, 5. Cơ sở thứ hai là người ta phân loại theo cấp quản lý. Thì người ta phân là đô thị trực thuộc trung ương và đô thị trực thuộc tỉnh. Thay lại ví dụ, đô thị trực thuộc trung ương Đà Nẵng là đô thị trực thuộc trung ương, còn Hội An là đô thị trực thuộc tỉnh Quảng Nam, để các em biết hiểu vấn đề. Thế bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các đô thị trực thuộc trung ương của nước ta bao gồm những đô thị nào. Thì trả lời là có 5 đô thị sau đây. Thứ nhất đó là Hà Nội. Thứ hai là Hải Phòng. Thứ ba Đà Nẵng chúng ta. Thứ tư Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ năm đó là Cần Thơ, là 5 đô thị trực thuộc trung ương. Vấn đề tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển kinh tế xã hội nước ta. Thì chúng ta có thể phân tích ảnh hưởng đô thị hóa theo hai hướng: một là tích cực, hai là hạn chế. Ta phân tích về tích cực của đô thị hóa. Thứ nhất là đô thị hóa sẽ làm tác động mạnh đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế của cả nước theo hướng là công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nghĩa là cái đô thị hóa phát triển thì cái tỷ trọng của công nghiệp và dịch vụ sẽ tăng lên. Thứ hai, đô thị hóa tích cực nữa là sẽ tăng trưởng kinh tế của địa phương và của vùng. Ví dụ như là đô thị hóa sẽ góp phần tăng trưởng và đóng góp vào GDP của các địa phương cũng như là các vùng. Thay lại ví dụ như là GDP của tỉnh Quảng Nam thì đóng góp rất lớn, đó là thành phố Hội An. Tác động ảnh hưởng tích cực nữa của đô thị hóa đó là tạo ra thị trường tiêu thụ rộng lớn và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Tại sao thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài? Bởi vì đô thị là nơi mà có cái cơ sở hạ tầng là tốt hơn rất nhiều so với nông thôn, nên là cơ sở chính để thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Và cuối cùng, đô thị hóa sẽ tạo ra rất nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Đó là tác động tích cực của đô thị hóa. Tuy nhiên thì các em cũng thấy được mặt trái của đô thị hóa, đó là có cái tác động tiêu cực như ảnh hưởng đến vấn đề ô nhiễm môi trường. Và ô nhiễm môi trường thì thường là lớn ở các đô thị lớn. Thứ hai là vấn đề an ninh trật tự thì ở đô thị là cũng quản lý xã hội là phức tạp hơn so với nông thôn. Tiếp theo là thầy hệ thống lại cái bài học vừa rồi. Đô thị hóa thì các em nhớ là có 3 đặc điểm: diễn ra chậm, trình độ đô thị thấp. Thứ hai, tỷ lệ dân thành thị tăng. Thứ ba, phân bổ đô thị không đều. Mạng lưới đô thị thì chúng ta chú ý hai vấn đề. Thứ nhất là các cái căn cứ để mà phân loại. Thứ hai là các loại đô thị. Và mạng lưới đô thị thì thầy cũng mở ngoặc thêm cho các em là nước ta có mạng lưới đô thị là rộng khắp. Hiện nay là rộng khắp. Ảnh hưởng của đô thị đến phát triển kinh tế xã hội thì các em phân tích theo hai hướng: tích cực và hạn chế. Tiếp theo chúng ta làm một số câu hỏi trắc nghiệm để ôn lại kiến thức của bài đô thị hóa. Câu hỏi thứ nhất: phát biểu nào sau đây không đúng về đô thị hóa ở nước ta? A. Tỷ lệ dân đô thị có xu hướng tăng. B. Trình độ đô thị hóa chưa cao. C. Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm. D. Phân bổ đô thị đồng đều cả nước. Thì đây là câu hỏi phủ định và dễ dàng nhận thấy đáp án đúng sẽ là đáp án D. Câu hỏi cuối cùng đó là câu hỏi đòi hỏi kỹ năng phân tích bảng số liệu. Bảng số liệu về dân số Việt Nam qua các năm từ năm 2000 đến năm 2014
tổng dân số, số dân thành thị, số dân nông thôn. Câu hỏi nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên? A. Dân thành thị tăng ít hơn dân nông thôn. B. Dân thành thị và dân nông thôn đều tăng. C. Dân thành thị tăng nhanh hơn dân nông thôn. D. Dân thành thị ít hơn dân nông thôn. Đáp án của chúng ta là A. Tại sao chọn đáp án A? Thì khi kém phân tích bảng số liệu thì kém phải biết cái cách phân tích như sau. Nhìn cả quá trình năm đầu đến năm cuối, nếu chúng ta biết tăng nhanh hay tăng chậm thì chúng ta sẽ làm phép chia. Còn nếu chúng ta biết tăng ít hay tăng nhiều thì chúng ta làm phép trừ. Tức là kém lấy số liệu năm cuối trừ cho số liệu năm đầu thì chúng ta sẽ ra cái phương án chọn, và phương án A là phương án đúng. Như vậy vấn đề đô thị hóa đã khép lại nội dung ôn tập của chúng ta hôm nay về chủ đề địa lý dân cư. Chúc các em ôn tập tốt và đạt kết quả cao nhất trong các kỳ thi sắp tới. Chào tạm biệt các em. Cảng Đà Nẵng với lịch sử hơn 115 năm xây dựng và phát triển là một mắt xích quan trọng đáp ứng phần lớn nhu cầu luân chuyển hàng hóa trong chuỗi logistics của miền Trung Việt Nam và toàn khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi mang trong mình khát vọng trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế hàng đầu khu vực thông qua định hướng cung cấp các dịch vụ cảng biển hoàn hảo, nâng cao tỷ trọng hàng hóa container và thu hút các tàu du lịch quốc tế. Chúng tôi tin rằng điều đó sẽ tạo nên sự phát triển thịnh vượng và làm gia tăng vị thế của thành phố, con người Đà Nẵng và khu vực miền Trung Việt Nam. Kết nối vì sự thịnh vượng.